Ngọc Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ bảy, 4 tháng 5, 2019, đến với VATV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi nhạc lá bồ đề do Tú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện hàng tuần vào mỗi sáng thứ bảy trên VATV. Chương trình tuần này với chủ đề người ôm chí lớn đều biết nhẫn nhục. Tủ Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với nhạc lão bồ đề với câu chuyện người ôm chí lớn đều biết nhẫn nhục, chịu thiệt thòi mấy vẫn nhẫn nại bao dung. Chuyện của Nhất Tâm, Tủ Linh tóm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi. Tự cổ chí kim. Người thành đại sự đều biết nhẫn nhục, không quản ngại gánh vác việc nặng nhọc mà ôm chí lớn trong lòng. Ông là con nhà quan ở Hà Bắc, cha ông vì mắc sai lầm mà bị giáng đầy ở Quảng Đông. Năm ông lên ba tuổi, phụ thân qua đời, gia cảnh trở nên bần cùng khốn khó. Ông và mẹ phải di cư đến huyện Nam Hải, Quảng Đông. Lớn lên một chút, ông phải đi kiếm củi mưu sinh cuộc sống vô cùng cơ cực do hoàn cảnh gia đình túng thiếu nên ông không được đi học cũng không biết chữ năm 24 tuổi ông một mình đến chùa Đông Sơn huyện Hoàng Mai Hồ Bắc để cầu pháp vì trong chùa có rất nhiều người nên nhà chùa sắp xếp cho ông làm công việc giả gạo ở dưới bếp ông có thể chịu được rất nhiều khổ cực trong chùa lượng gạo cần tiêu thụ mỗi ngày là rất lớn vì vậy ông phải không ngừng giả gạo bởi thân thể gầy gò sức lực lại yếu ông bèn buộc một tảng đá bên hông để gia tăng trọng lượng nhờ đó lượng gạo giả được đã tăng lên rất nhiều sau một thời gian lâu mặc dù lớp da đã bị trà sát rách ra ông vẫn cứ kiên trì giả gạo như cũ trụ trì trong chùa thấy ông chăm chỉ chịu khó đã khen ngợi rằng người cầu đạo vì pháp quên thân nên là như thế khi đó nhà bếp còn có hai người nữa cùng giả gạo chung với ông hai người này ức hiếp ông là người mới đến cố ý lận tránh lười nhác để ông phải làm việc nhiều hơn mỗi khi người phụ trách có mặt thì họ làm việc hết sức hăng say nhưng hễ người phụ trách vừa đi khỏi, thì họ lại lười biếng, trốn tránh không chịu làm việc. Tệ hơn là họ còn chút gạo ông vừa giả xong vào sọt của mình để thể hiện họ đã hoàn thành tốt công việc. Còn ông thì luôn luôn mang tiếng là không hoàn thành nhiệm vụ. Họ còn thậm chí còn nói xấu ông, lười biếng. Ông phụ trách nghe nói vậy, liền mắng ông không tiếc lời đồng thời đặt ra quy định lượng gạo cần phải giảm mỗi ngày yêu cầu ông phải hoàn thành nhưng trước lời vu oan của hai người kia ông không hề phân giải tranh cãi bị mắng oan ông cũng không để trong tâm khổ nhọc thân tâm nỗ lực làm việc gắn sức giả nhiều hơn để cung cấp cho nhu cầu trong chùa mãi sau này người phụ trách mới biết rằng hai người làm cùng kia gian dối xảo trá, bèn tức giận mắng giết họ một trận. Hai người này cho rằng ông đã tố cáo họ, nên rất căm hận, chửi rủa ông bằng những lời lẽ rất khó nghe. Nhưng đối với những lời sỉ nhục ấy, ông hoàn toàn không để tâm. Từ sáng đến tối, vẫn miệt mài làm việc. Hai người này thấy vậy, thầm nghĩ rằng thằng khờ này quả là chịu được khổ vì vậy mà trở nên đố kỵ, nảy sinh ý đồ, muốn tìm cơ hội trừng trị ông. Một hôm, hai người làm cùng vì không hoàn thành công việc nên bị mắng giết. Thế là lại càng tỏ ra căm hận. Họ lén lấy nước dơ, đổ lên giường của ông. Nhưng như thế vẫn chưa hạ giận. Nhưng lúc ông đang giả gạo, họ đã đẩy ông xuống cối đá, khiến cho chân bên trái bị chật khớp đau đớn đến đổ mồ hôi toát ra đầm đìa hai người thấy vậy nói ngươi đừng cho giả bộ đứng dậy đứng dậy mau ông nói thều thào chân tôi đau không chịu nổi tôi không đứng lên được hai người nghe vậy vội vàng bước tới mỗi người kéo một tay cố hết sức lôi ông lên nhưng chân trái của ông quá đau không thể đặt được xuống đất họ thấy việc không lành liền nói thôi được người nhận chịu một chút chúng ta sẽ dìu ông về giường đúng lúc ấy người bếp trưởng đến lấy gạo thấy mặt ông trắng bệt nhợt nhạt bồ hôi ướt đẫm khuôn mặt trắng vẽ lại vô cùng đau đớn bếp trưởng bèn hỏi anh làm sao vậy chỗ nào khó chịu hay là có người ức hiếp anh ông nói cảm ơn Huynh đã quan tâm vừa rồi tôi bất cẩn ngã xuống cối đá rất có thể khớp xương chân đã bị thương thấy tôi không xoay sở được nên hai huynh đệ này đã dìu tôi lên hai người cảm động trước sự từ bi của ông bèn quỳ sụp xuống mà nói thưa bếp trưởng thực ra không phải là ông ấy bị ngã mà là hai chúng tôi đẩy ông ấy xuống bếp trưởng xin hãy trừng phạt chúng tôi bếp trưởng rất tức giận nhưng thấy hai người thành tâm hối lỗi như thế hơn nữa lại được ông ra sức cầu xin giúp họ nên bếp trưởng cũng đành bỏ qua sau đó hai người làm cùng kia đã khiêng ông về tư phòng lúc này họ vô cùng hối hận bèn quỳ xuống dưới đất ra sức vã vòng miệng của mình họ vừa vã vừa nói chúng tôi có lỗi với ông chúng tôi ngu dốt đã làm hại ông thê thảm như thế này. Một lần, trụ trì trong chùa muốn chọn người thừa kế y bác, đã yêu cầu các đệ tử phải viết một bài kệ để thể hiện lý giải của cá nhân về Phật Pháp. Ông mặc dù đã ngộ đạo sâu sắc, nhưng vì không biết chữ nên không thể viết được. May mắn thay, có người biết chữ đã viết giúp ông. Bài kệ này ngay sau đó đã trở nên nổi tiếng, được chủ trì khen ngợi. Bài kệ viết Bồ đề bản vô thủ, minh kính diệt vô đài, bản lai vô nhất vật, Hà xứ nhạ trần ai. Dịch là cây bồ đề chẳng có, đài minh kính cũng không, bản lai không hết thảy, nơi nào nhuốm trần ai. Cũng chính nhờ bài kệ này mà ông được chủ trì chùa Đông Sơn là ngũ tổ hoàng nhẫn, chọn lòng người thừa kế y bác. Sau này, ông trở thành đại sư nổi tiếng và được người đời gọi là lục tổ, thiền tông huệ năng. Ngày nay, trên quảng trường của Thư viện Quốc gia Liên Hiệp Vương quốc Anh vẫn còn bức tượng của 10 nhà tư tưởng lớn trên thế giới. Trong đó có các đại biểu phương Đông là ba nhà tiên triết khổng tử, Lão Tử và Huệ Năng, được gọi chung là Đông Phương Tam Thánh Nhân. Canh Ba, đêm ngày mùng 3 tháng 8, năm tiên thiên thứ hai đời đường Huyền Tông. Năm 713, Đại sư Huệ Năng Viên Tịch ở Chùa Quốc Ân, huyện Tân Hưng, thành phố Vân Phù, tỉnh Quảng Đông, hưởng thọ 76 tuổi. Thân thể của ông được đặt ở Chùa Nam Hoa, huyện Thiều Quang, Quảng Đông. Điều kỳ diệu là sau gần 1.300 năm mà thân thể của lục tổ Huệ Năng vẫn không hề mục rác, được hầu thế ca ngợi là kim thân bất diệt và được mọi người sùng kính tôn thờ. Kính thưa quý vị, Nhạc lá Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc lá Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 gmail com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo